Hi, xin chào quý vị các bạn. Và trong video này tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một loại cây có thể chữa chữa bệnh đau dạ dày và đau dạ dày, nói chung đau dạ dày bao tử đấy. Là cây này đây, các bạn đây. Đây. Và cái này các bạn có thể nhìn thấy nó rất là giống cây chè. Đúng không? Đúng không các bạn? Nhưng cái đây là cây chè dùm. Chè dùm là cái này đây, tôi sẽ bẻ về tôi nấu tôi uống cho các bạn xem. Và cây chè dùm này nó có công dụng chữa đau bao dạ dày, bao tử rất là tốt. Đây, các bạn có thể quan sát kỹ. Lá nó có dạng như thế này đây. Đây. Rất là giống cây chè, các bạn có thể nhìn thấy cái lá nó có cạnh 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 như răng cưa đấy. Đấy. Đó. Đó là cây chè dùm. Đây. Các bạn có thể mở video ở chất lượng 720 để nhìn cái hình ảnh tốt nhất, vì tôi đang trang bị một con máy ảnh có chất lượng hình ảnh cực kỳ tốt trong vòng bán kính 100 mét. Không có máy ảnh nào tốt, chất lượng tốt hơn máy này đâu các bạn ạ. Đây các bạn xem trong vòng bán kính có máy ảnh nào tốt hơn không nhỉ? Đó, trong vòng bán kính 100 mét đâu có máy ảnh nào đâu, đúng các bạn. Đùa thôi, đùa các bạn thôi. Đấy, tôi sẽ bẻ cái chì dùm này, tôi sẽ chú tâm đến việc chia sẻ hơn nhiều hơn. Đây là đây cây chè dùm, tôi sẽ nói rõ hơn về cái bệnh đau dạ dày, đặc biệt là bệnh đau dạ dày mà nhẹ, các bạn uống trong vòng khoảng tầm nửa tháng là các bạn bớt ngay, bớt luôn. Bởi vì chính bản thân tôi là người bị đau, đã từng bị đau dạ dày hồi năm ngoái, và tôi uống cái cây này và bớt bớt dứt điểm. Là cái này đây, chè dùm, chè dùm nha các bạn, chè dùm nha. Tôi đọc thì theo tiếng địa phương thì nó cũng khác với cái so với cái tiếng Việt thông thường, vì là tiếng địa phương mà. Cái bệnh đau dạ dày thì các bạn biết rồi, cái cứ sáng mình súc miệng ấy là nó cứ nó mắc ói. Sáng súc miệng là nó cứ nó mắc ói ấy. Là các bạn nấu uống cái này trong vòng một tuần là riêng cái bệnh ói là bớt dứt điểm luôn. Cái bệnh ói đấy, dứt điểm, không dứt điểm, điểm hay không mình không biết, nhưng mà nó không dứt điểm, nhưng mà đại loại là cái bệnh ói của các bạn ấy là bớt chắc ăn luôn, 100% luôn. Đây. Và nếu bị đau bao tử nhẹ là uống bớt luôn, vì tôi bớt hơn một năm rồi tôi biết. Đây, hôm nay tôi sẽ hái về tôi cho các bạn uống. Bởi vì sao? Bởi vì là cái như thuốc đau dạ dày có rất là nhiều loại thuốc trị đau dạ dày và viêm loét dạ dày, nhưng cái công dụng thì không phải là ai uống nó cũng bớt, mà ngược lại là người bớt người không, người bớt người không. Thì riêng cái cây này á là tôi thấy ai uống cũng bớt hết, rất là nhiều người uống bớt. Bớt dứt điểm hay không tôi không biết, nhưng mà đặc biệt là cái bệnh mà cứ mắc ói ấy, có người bị nặng ấy là ói cả ngày á, cứ ỏi cả ngày á, là uống cái chè dùm đây thì nó khoảng một tuần là bắt đầu là dứt điểm cái bệnh ỏi đấy. Và chè dùm thì tôi cũng xin nói luôn là chè dùm nó có rất là nhiều, ở trên thị trường nó bán rất là nhiều, các bạn có thể tra Google và hoặc là nơi các bạn ở nó có hay chưa. Mà nếu chưa có thì các bạn có thể liên hệ đại lý mà mua, vì chị dùm này bán nhiều lắm. Hồi trước tôi lên Gia Lai á, là trên Gia Lai tôi thấy nó bán khá là nhiều.
bán cái chè dùm đây khá là nhiều, cứ 8.000 một bịch. Một bịch các bạn uống, nếu mà các bạn uống thì chắc cũng được tầm 3-4 ngày á. Bịch 8.000, uống được 3-4 ngày, á. Bịch 8.000 to lắm chứ không phải nhỏ đâu. Rồi đấy, đấy là cái bài thuốc hôm nay tôi muốn chia sẻ đến các bạn. Và những đặc biệt những người đeo bao tử nặng cứ ỏi 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 cả ngày á, là tốt nhất là uống cái này là hết hết ỏi. Còn nó bớt hay không thì sợ các bạn nặng ấy thì nó không không bớt thì tôi không biết, nhưng mà đại loại là cứ nhẹ là bớt á. Như tôi đợt vừa rồi là tôi bị là tôi uống bớt luôn á, là chị dâm. Bạn có thể tra Google, và hôm nay tôi sẽ bẻ cái này về tôi nấu tôi uống cho các bạn xem cận cảnh, để các bạn biết nó là cái màu nước của nó như thế nào, và nó có độc hại gì không. Thì tôi sẽ cận cảnh nấu uống luôn. Nói suông thì có nhiều người họ không tin, và đặc biệt thì những người bị đau dạ dày là cứ sáng ngủ dậy súc miệng cứ ỏi ỏi, đó là cái này uống rất là uống bớt luôn. Dứt điểm hay không thì tôi không dám chắc, nhưng mà riêng cái ỏi bệnh ỏi đó là trong thời gian các bạn uống, đó là bạn uống được 10 ngày đi, các bạn uống 10 ngày nha, bảo đảm 100% là các bạn bớt ít nhất phải vài tháng nhỉ. Mà tốt nhất cái này bạn uống hàng ngày, uống hàng ngày, ngày nào cũng uống, nấu uống thay nước trà hàng ngày đó. Tại vì các bạn uống nước trà, các bạn nấu cái nước này uống. Rồi tôi sẽ tạm dừng video tại đây, vừa nhà tôi nấu lên tôi sẽ tiếp tục. Và hôm nay tôi trèo lên tới trên đây để tôi chia sẻ cho các bạn đây. Và bây giờ dùng thì chúng ta lấy cái đoạn non này các bạn, lấy cái đoạn non này bẻ ra, cái nào già bỏ, còn đây lấy được để làm hàng như thế này, nhắc vào ấm đó. Đó. Đây, cái này cho luôn vào luôn cũng được, vì chúng ta nấu nấu ấy cây ở trên rừng thì cũng chả dơ giấy gì, để vậy luôn đó. Chúng ta nấu nước uống hàng ngày cho nên không cần nấu sách, mà cái này chỉ cần nấu sâu lên chín là uống được, không có tác dụng phụ, ai ai cũng đều uống được, người có bệnh uống cũng được mà người không có bệnh uống vẫn được, và trẻ em con nít chơi tóc không có ngại, không ngán ông nào hết, mà cũng không có sợ gì hết. Tiêu chảy, ý chảy, bệnh tim, bệnh xỉn, bệnh gì cũng ơ chơi được hết. Đây cho nước vào thôi, cho nước vào và bắt đầu nấu thôi. Đây đây cho nước vào. Bạn thấy chưa, cho vào đậy nắp tái lại đây, và lửa nấu to lửa lên, nấu to lửa lên đó. Rồi phèo 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 rồi đấy, lại lại đây cho lửa to lên. Và đây tôi có bắp luôn, cũng khá là giàu đấy các bạn ạ, có bắp luôn. Rau bắp công dụng uống rất là mát, và rau bắp có những công dụng rất là tốt, thì trong những video sau tôi sẽ chia sẻ cho các bạn. Bạn nên lấy những cái bắp xanh này, rau nó tốt hơn là những cái bắp già mà người ta họ lấy bắp già thì không có tốt đâu. Bắp như thế này này, rau dừa quánh này, bạn rút ra lấy bắp vừa già như thế này thì công dụng mới tốt được. Cho các bạn xem luôn, đây đồ ăn nhà tôi đây. Nhà mình thì nghèo nhưng ít ra cũng có hải sản đúng không các bạn?
hải sản. Và đây tôi sẽ tạm dừng tại đây. Khi nào nó sâu tôi sẽ quay tiếp. Như vậy là sâu rồi đấy. Đấy. Sâu rồi đấy mọi người. Vì nó trào lên cho nên tôi mở lưới nhỏ. Đây. Đó. Sâu rồi. Và bây giờ là rót ra. Rót ra ly. Còn cái đấy để lại chịu uống tiếp. Đây. Rồi, tôi sẽ mở camera trước. Rất là ngon. Nó có vị ngọt ngọt nhẵn nhẵn. Rất là ngon. Các bạn dễ uống. Tôi uống quen rồi. Thì nó cũng bình thường thôi. Đây. Chị Dâm đây. Cứ ai bị mét ói, buổi sáng cứ dậy ngủ dậy mét ói là dùng cái này nha các bạn nha. Uống y như uống chè á các bạn. Uống y như uống chè á. Ngon lắm quý vị. Ngon lắm. Ai cứ bị đau dạ dày mà cứ bị sáng cứ súc miệng cứ bị ói hoặc bị ói hàng ngày ấy thì cứ nấu cái này uống cả ngày. Thay vì mình uống trà mình uống cái này rất là tốt. Nó sẽ nó sẽ không có bị ói nữa. Sẽ hết. Thì tôi uống tôi đeo bao tử năm ngoái. Năm ngoái là tôi bị đeo bao tử. Buổi sáng súc miệng là nó cứ bị ói, sáng súc miệng là nó ói. Tôi biết mình bị đeo bao tử. Sáng nào cũng vậy. Cái tôi đi hái cái cây chè dùm này. Nấu tôi uống. Uống thì tôi thì thường thường tôi thích uống dây lồng đèn hơn là uống cái này. Thì tôi hái tôi uống, tôi nấu tôi uống được một tháng á. Và hái tôi nấu tôi uống được một tháng là bắt đầu là được cái cỡ gần một tháng chứ không tới một tháng đến tháng đâu. Là bắt đầu nó hết ói. Là từ hồi đấy tới bữa nay tôi không uống. Bữa nay tôi mới nấu, tôi hướng dẫn cho các bạn tôi mới nấu tôi uống lại này. Uống nó như uống trà á. Ngon lắm. Thì đấy là cái bài thuốc hôm nay là cái chè dâm. Chè dâm thì ở đây gọi là chè dâm nhưng mà đúng ở trên mạng các bạn tra chè dâm, ở trên mạng người ta gọi chè dâm luôn á. Chè dâm là trên mạng chè dâm, người ta gọi là chè dâm. Hồi trước mấy ông già trong làng này, ông kêu thì hái chè rừng uống khỏi đau bao tử. Đau bao tử là uống là nó cũng bớt. Nó hết mứa, hết ói. Thì tôi cũng biết cái chè giờ rừng là chè gì đó. Tôi lấy giờ tôi uống chừng sau nghe là mấy ông anh ở trong xóm này, mấy ông anh ấy ông ấy kêu cái đó là cái chè dâm. Thì tôi mới biết nó là chè dâm. Chè dâm chừng sau tôi đi trên Gia Lai á, tôi về nhà ông bà già là tôi thấy bà chị bán cái bị cái chè dâm đấy. Cũng chạy cũng công dụng như vậy. Tôi mới lấy ra tôi coi. Rồi tôi nấu tôi uống thử. Là tôi biết là đúng là cái cây chè mà mấy ông già ở đây ông hay gọi là cái chè rừng là cái chè dâm. Thực ra nó là cái chè dâm. Thì đấy. Uống nó là tốt lắm. Đeo bao tử là uống tốt. Công dụng thì các bạn biết rồi. Thay vì các bạn mua cái thuốc chữ P ấy, chữ B phở ấy, thay vì các bạn mua thuốc chữ B phở thì các bạn uống cái này cũng công dụng y như thuốc chữ B phở luôn.
Nhưng mà cái này được cái là nếu mình bị nhẹ mình uống bớt, chứ còn cái thuốc chữ B phở kia là chỉ uống cho nó tráng men đường ruột là nó khỏi ói thôi, chứ nó không có bớt. Còn cái này nếu mà bạn bị nhẹ bạn uống bớt luôn, chứ uống chữ thuốc B phở kia nó đâu có bớt khí gì đâu. Vậy là video của tôi chia sẻ cho các bạn đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở sau video. Tôi luôn luôn nói một câu nói cho các bạn, đó là tôi không khuyến khích các bạn làm theo cách của tôi, nhưng các bạn không còn phương pháp nào khác, hãy áp dụng cách của tôi. Đó là một câu nói mà tôi luôn luôn muốn nói đến quý vị và các bạn. Như vậy là chào quý vị và các bạn, hẹn gặp lại ở những clip sau.